Xem tuổi sông đất sông nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi Bình thân mang bình an, may mắn, phú quý trong năm mới. Xem tuổi sông nhà sông đất năm Giáp Thìn 2024 hợp mệnh gia chủ tuổi Bình thân sinh năm 1956. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can địa chi ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can địa chi ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó. Sau đây là 10 tuổi sông đất tốt đối với gia chủ tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, vào đầu năm mới 2024 như sau. Tuổi Nhâm Tỵ, sinh năm 1972, tốt tuổi canh tý sinh năm 1960 tốt, tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 tốt, tuổi tân dậu sinh năm 1981 tốt, tuổi bính thân sinh năm 1976 khá, tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 khá, tuổi tân mão sinh năm 1951 khá, tuổi tân sửu sinh năm 1961 khá tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 khá và tuổi Mậu Thân sinh năm 1988 khá. Các tuổi sông đất xấu đối với gia chủ tuổi Bính Thân trong năm Giáp Thìn 2024 cần lưu ý các tuổi sau. Tuổi Bính Dân sinh năm 1986 xấu. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 xấu tuổi ất hải sinh năm 1995 6 tuổi ất Dậu sinh năm 1945 6 tuổi tân tỵ sinh năm 2001 6 tuổi giáp thân sinh năm 1944 6 tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 6 tuổi bính ngọ sinh năm 1966 6 tuổi nhâm thân sinh năm 1952 6 và tội tình môi sinh năm 1967 xấu. Phân tích mỗi quan hệ sùng khắc đối với 10 tuổi sông đất tốt cho gia trụ tuổi Bình thân sinh năm 1956 vào đầu năm giáp thìn 2024 như sau. 1. Người sông đất sinh năm 1972, tức tuổi nhằm tỵ mạnh mộc, Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh vì ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là nhâm trực xung với thiên can bính của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi xong nhà là nhâm không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ đạt tam hợp thần tỷ thần với địa chi thân của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ đạt tam hợp thân tỷ thần Tỉ, thành, và địa chi thần của năm giáp thần rất tốt. Tổng điểm 17 trên 20 tốt. hai Người sông đất sinh năm 1960, tức tuổi canh tỷ mệnh thổ. Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là canh trực xung với thiên can vĩnh của gia trụ không tốt thiên can tuổi sông nhà là canh trực xung với thiên can giáp của nam giáp thần không tốt địa chi tuổi sông nhà là tỷ đạt tam hợp thần tỷ thần với địa chi thân của gia chủ rất tốt địa chi tuổi sông nhà là tỷ đạt tam hợp thần tỷ thần với địa chi thần của nam giáp thần rất tốt tổng điểm 16 trên 20 tốt 3. Người sông đất sinh năm 1969, tức tuổi, kỷ dầu, mệnh thổ, Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là kỷ không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là kỵ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là giàu không xung không hợp nhau với địa chi thân của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là giàu đạt lục hợp thần hợp dậu và địa thần của nam giáp thần rất tốt. Tổng điểm 16 trên 20 tốt. 4. Người sông đất sinh năm 1981, tức tuổi tân dậu mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ phi mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân phi mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can bính của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khác không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là dậu, không xung, không hợp nhau với địa chi thân của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là dậu, đạt lục hợp, thân hợp dậu với địa chi thân của năm giáp thân rất tốt. Tổng điểm 16 trên 20 tốt. năm Người sông đất sinh năm 1976, tức tuổi, bính thân, mạnh thổ, Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là bính không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là bính không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là thần đạt tam hợp thân tỷ thần và địa chi thân của gia chủ rất tốt để chi tuổi xong nhà lập thành phạm tương hình thần trọng thành và địa chi thành của năm giáp thành không tốt tổng điểm 15 trên 20 khá 6. ngôi sông đất sinh năm 1989 tức tội kỷ tỵ mạnh mộc ngũ hành tổ xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ phi mộc sinh hỏa rất tốt Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là kỹ không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là kỹ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là tỵ đạt lục hợp tỵ hợp thân các nhưng lại phạm tử hành xung dần thân tỵ hài và phạm tương hình dần tỵ thân chống nhau xấu nên hùng cát trung hòa và địa chỉ thân của gia chủ chấp nhận được. Địa chỉ tuổi sông nhà là tỵ, không xung không hợp nhau với địa chỉ thân của năm giáp thân chấp nhận được. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 7. Người sông đất sinh năm 1951, tức tuổi Tân Mão, Mệnh Mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì Mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc, tương sinh vì ngũ hành hỏa của năm giáp thình, vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là tân, tương hợp với thiên can bính của gia trụ rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thình chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là mão, không xung, không hợp nhau với địa chi thân của gia trụ, chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là mão, phạm lục hài, mão hài thân với địa chi thân của năm giáp thình không tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khá 8. Người sông đất sinh năm 1961, tức tuổi Tân Sửu mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ phi hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thình, phi hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can bính của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là sổ không xung, không hợp nhau với địa chi thân của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là sổ phạm tử hành xung, thần tuất sổ môi với địa chi thân của năm giáp thân không tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khả. Chính Người sông đất sinh năm 1977, tức tội Đinh Tỳ Mệnh Thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp Thình, vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia trụ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp Thình, chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là tỵ đạt lục hợp tỵ hợp thân cát nhưng lại phạm tử hành xung dần thân tị hại và phạm tương hành, dần tị thân chống nhau xấu nên hùng các trung hòa với địa chỉ thần của gia chủ chấp nhận được Để chơi tuổi xong nhà là tỷ, không xung không hợp nhau với địa chỉ thần của nam giáp thân chấp nhận được tổng điểm 14 trên 20 khá 10 người sông đất sinh năm 1988 tức tuổi mậu thân mệnh mộc Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia trụ Phi mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân Phi mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là mậu không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia trụ chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là mậu trực xung với thiên can giáp của năm giáp thân không tốt. Địa chi tuổi xong nhà là thân đạt tam hợp thần tỷ thân, thân và địa chi thân của gia trụ rất tốt để chê tuổi xong nhà là thành đạt tương hình thần trọng thần và địa chỉ thần của năm giáp thần không tốt tổng điểm 14 trên 20 khá